Ngày 1 tháng 8, đoàn cán bộ của Viện Vật lý Địa cầu đã tới vùng Đồng đất, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum để hướng dẫn người dân cách ứng phó với động đất và khảo sát một số vị trí liên quan động đất. Cụ thể, đoàn công tác của Viện Vật lý Địa cầu đã đi vào các buôn làng tại xã Đắc Tăng và xã Măng Bút, gần khu vực xảy ra động đất, huyện Con Plong, để phát tờ rơi, tài liệu, hướng dẫn, Đồng thời, trực tiếp trao đổi cho người dân các giải pháp phòng tránh động đất, cách ứng phó với các tình huống cụ thể để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Theo lãnh đạo huyện Plong, trong những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục đến các thôn làng tuyên truyền cho người dân trong vùng động đất để ổn định tâm lý, đời sống bà con. Viện Vật lý Địa cầu cho biết, việc dự đoán trước thời điểm động đất sắp xảy ra là rất khó cho toàn thế giới, do đó các quốc gia tập trung vào giải pháp giảm nhẹ hậu quả động đất trong đó ưu tiên nghiên cứu xây dựng công trình có khả năng chịu động đất cao và huấn luyện cho người dân kỹ năng tồn tại trong động đất. Ông Đào Duy Khánh, bí thư huyện ủy Con Plong cho hay, từ khi động đất xuất hiện năm 2021, huyện đã nhờ Viện Vật lý Địa Cầu và các cơ quan chức năng trung ương về tập huấn diễn tập phòng chống tai nạn do động đất. Đồng thời, huyện có sự chuẩn bị từng bước về đầu tư hạ tầng cho các cơ sở trên địa bàn, đối với các cơ quan trụ sở nhà nước khi xây dựng đã tính toán các kết cấu vững chắc đảm bảo an toàn khi cường độ động đất không quá lớn đối với nhà dân định hướng xây dựng tuân thủ ba cứng là mái cứng tương cứng và nền cứng để đảm bảo cho bà con an toàn trong mùa mưa bão và các sang chấn do động đất